Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên của các cơ quan đã được tìm hiểu về khu di tích lịch sử Chiến Khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Di tích Chiến Khu Vần có vai trò quyết định trong việc chuẩn bị lực lượng để đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở hai tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và huyện Phủ Yên, Sơn La, đồng thời là căn cứ đảm bảo cho địa phương trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp quyết liệt 1946-1954, là nơi thành lập Ban Cán sự Đảng Liên tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, nơi ra đời của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Buổi sinh hoạt chuyên đề tại địa chỉ đỏ Chiến Khu Vần là một chương trình ý nghĩa giúp thế hệ trẻ ôn lại truyền thống lịch sử và trân trọng hơn truyền thống đấu tranh cuột cường của cha ông. Qua đó góp phần bồi đắp tình yêu nước, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Tại khu di tích lịch sử Chiến Khu Vần, Sở Thông tin và Truyền thông và tỉnh đoàn Yên Bái đã ký kết phối hợp triển khai các hoạt động về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ tỉnh đoàn chuyển đổi số thông qua hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ cơ quan tỉnh đoàn, hỗ trợ các lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho thanh thiếu niên, hỗ trợ cơ quan tỉnh đoàn triển khai các ứng dụng nền tảng số đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng nhân rộng mô hình chi đoàn chuyển đổi số. Cùng với đó, hai bên sẽ thực hiện truyền thông về chuyển đổi số, triển khai tổ chuyển đổi số cộng đồng, câu lạc bộ chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái, hỗ trợ doanh nghiệp thanh niên chuyển đổi số, khởi nghiệp chuyển đổi số. Nhân dịp này, chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tặng đoàn thanh niên xã Việt Hồng tài liệu về khu di tích lịch sử cách mạng Chiến Khu Vần đã được số hóa mã QR code nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên về vai trò tiên phong làm chủ công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, chuyển sinh hoạt của đoàn thanh niên lên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội. Tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên.